Đấy, chào mọi người, em có một cây Hitachi CS35 này nha mọi người. Con này nòng nó 789, công suất nó gần 35cc đó nha mọi người. Con này cắt mini là khỏe, cái công suất nó ngang ngửa với nòng đứng luôn nha. CS35 nòng đứng đây, nó sao nó lắp cái lam echo nòng. Lam còn đẹp lắm nha, này tại vì bỏ xích thì nó hơi mòn. Này đủ đồ không? Này hơi nhanh nha mọi người. Đó, hơi này bao nha, bao hơi nha. Này bao hơi đủ đồ. Này để cho mọi người tại vì công suất hơi mòn nó thôi, em bớt đi công suất để cho một 1.3 nha. Cái này để cho mọi người 1.3 nha mọi người ha. 1.3 không bao ship nha, em bớt tiền cộng xích về tự mua xích nha, tại vì xích bãi em hết rồi nha, em không có xích gì thừa đâu ha. Con này cắt mini gia đình rất là khỏe luôn, này chắc còn có xích quá. 1.3 nha mọi người. Đó, không bao ship mua thì chuyển khoản, cái số tài khoản trong phần mô tả giúp cho em ha, rồi nhắn địa chỉ để em gửi hàng.